Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Bệnh viện Đa khoa tỉnh nơi gửi gắm niềm tin của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ tập trung phản ánh về sự cần thiết trong quản lý điều trị bệnh lý tim mạch tại cộng đồng. Trước hết là những thông tin đáng chú ý trong tuần. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec. Theo đó, trong 3 năm, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec sẽ hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh một số nội dung về chuyên môn trong các chuyên khoa trọng điểm, gồm ghép gan, phẫu thuật tim và can thiệp tim mạch, điều trị và quản lý bệnh nhân suy tim, phẫu thuật ung thư thực quản, ung thư đại tràng, phẫu thuật và điều trị ung thư xương, hỗ trợ sinh sản, ngoại thần kinh. Đồng thời phối hợp khám sàng lọc ban đầu và phân công phân tuyến điều trị đối với từng chuyên khoa, hỗ trợ chuyên môn, hội chẩn từ xa, nâng cao năng lực chuyên môn và quản lý y tế, quản lý bệnh viện. Việc hợp tác góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, tay nghề cho cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện, giúp người dân được thụ hưởng nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu tại tỉnh. Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec tổ chức hội nghị khoa học với chủ đề Tiếp cận đa ngành trong chẩn đoán và điều trị ung thư xương, ung thư vú. Tại hội thảo, các đại biểu được chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec chia sẻ về phương pháp chẩn đoán hình ảnh, sàng lọc ung thư vú và các phương pháp can thiệp, ung thư xương hiện trạng tại Việt Nam, chẩn đoán hình ảnh ung thư xương, phân loại mô bệnh học, phương pháp điều trị, phương pháp phẫu thuật trong điều trị ung thư xương, ung thư phần mềm và các phương pháp điều trị, thay khớp 3D, giải pháp đột phá điều trị thoái hóa khớp và ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật ung thư xương. Đây là những chuyên khoa sâu, đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật cao trong chẩn đoán điều trị, giúp nâng cao kiến thức, năng lực của cán bộ nhân viên y tế trong chẩn đoán điều trị ung thư, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám điều trị cho bệnh nhân tại tuyến tỉnh. Nhân dịp này, hai đơn vị cũng đã phối hợp tổ chức khám sàng lọc và tư vấn điều trị miễn phí cho 30 bệnh nhân ung thư vú, ung thư xương, bệnh lý xương khớp. Bệnh tim mạch là một trong những bệnh lý nguy hiểm và có tỷ lệ tử vong cao. Để chủ động phòng ngừa và giảm thiểu tối đa các biến chứng do bệnh lý tim mạch gây ra, việc khám tầm soát sớm tại cộng đồng đã được các đơn vị y tế trong tỉnh quan tâm triển khai. Tại huyện Mường Khương, 450 người dân vừa được chuyên gia đầu ngành khám sàng lọc tư vấn điều trị sớm các bệnh lý tim mạch. Qua thăm khám, nhiều trường hợp mắc rối loạn nhịp tim, bệnh lý van tim, suy giãn tĩnh mạch chi dưới đã được phát hiện, tư vấn điều trị kịp thời. Từ năm 2020 là tôi bị tai biến, bây giờ đang có cái di chứng là nói ngoặc. Cảm ơn các bác sĩ là đã nhiệt tình đưa máy móc hiện đại về khám cho dân. Bác trả lời là hiện nay là cũng tạm ổn rồi, nên tôi phấn khởi lắm. Theo các chuyên gia y tế, bệnh lý tim mạch có thể xảy ra ở mọi độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp. Bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn, cần điều trị và theo dõi lâu dài, tốn kém nhiều chi phí. Do vậy, việc tầm soát sớm các bệnh lý tim mạch là rất cần thiết, đặc biệt là đối với những người có nguy cơ cao. Ngoại trừ những cái đối tượng mà mắc những cái loại tim bẩm sinh ra, những người có cái tăng huyết áp, đái tháo đường, hoặc là những người có trong gia đình có cái tiền sử mắc cái bệnh lý về tim mạch, có nguy cơ mắc cái bệnh lý về tim mạch, sàng lọc sớm thì còn giúp cho chúng ta có cái hướng dẫn tư vấn cho bệnh nhân điều trị kịp thời đến những cơ sở y tế gần nhất và giúp cho bệnh nhân có cái nhìn đúng hơn về cái bệnh lý của mình và quan tâm đến sức khỏe và khám định kỳ theo hẹn của các bác sĩ. Cùng với ý nghĩa nhân văn dành cho người bệnh, việc phối hợp tổ chức khám tầm soát các bệnh lý tim mạch tại cộng đồng cũng sẽ giúp cán bộ nhân viên y tế địa phương nâng cao kiến thức kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị bệnh hiệu quả. Chương trình khám sức khỏe như này thì cũng giúp được bà con nhân dân huyện Mường Khương là có được cơ hội để tiếp cận với lại dịch vụ y tế, được thăm khám đầy đủ và sàng lọc các bệnh lý tim mạch. Chúng em cũng được tiếp xúc với các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, được trao đổi và học hỏi và trau dồi kinh nghiệm. Là một trong những bệnh lý nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao nên các triệu chứng liên quan đến tim mạch cần được thăm khám và điều trị phòng ngừa. Khi cơ thể có những dấu hiệu bất thường như khó thở, nhịp tim nhanh, mạch không đều, thường xuyên mệt mỏi, kiệt sức, người bệnh cần thăm khám tầm soát sớm để phát hiện chữa trị kịp thời, hạn chế các biến chứng nguy hiểm. Đến đây, chuyên mục Bệnh viện Đa khoa tỉnh nơi gửi gắm niềm tin của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.